Yo, dân văn phòng, tôi là dân văn phòng, yeah. Ok, đừng có chen lấn giỏi đất ạ. Cái kia một chút đi. Cổ qua, cái kia một chút đi. Chật quá, rồi. Giỏi quá, ơi. Tự nhiên công ty để bắt một đồng phục chán quá. Ừ, mặc váy thích hơn nhiều em ạ. Em thích mặc váy chị ạ. Các cậu phải hiểu rồi. Cái văn hóa động đực, động sự ăn, đồng phục, nó là một cái nét đẹp văn hóa mới của công ty, thể hiện cái sự đồng lòng của nói chung là ok. Đấy, đến công ty ai cho ăn mặc như thế này hả? Lúc nào đi với sếp nói được mặc như thế. Vâng ạ. Ủa, điêu gì? Kinh thế nhở? Cái độ khắm ấp gẫm này chỉ có tất ông kia thôi. Mày điên là có mồm mày thối ấy. Anh điên là tất anh thối ấy. Mày điên là mày nhìn lên này. Một rồi thối. Có thối thật, nhưng mà cái mùi kia nó khắm hơn. Thấy em nào, em vội quên đi. Vẫn thấy em nào, em như mùa thiêu đi. Thấy em nào, mùa thu chẳng còn lại gì. Trong tâm trí em và thế áo nào em đưa mùa thu đi thế rồi thế áo nào ạ à. Đưa lời lẽ tục tĩu vào trong tác phẩm nghệ thuật đúng không? 50 canh ok rồi ơi. Linh Korea khóc cùng thần tượng trong giờ làm việc đúng không? Một lớp có cơ hội à? Sao mà thỏa mãn em chơi bà. Cái gì này? Xem phim con lợn là trong giờ làm việc á. Ôi, cái tội này nó to mà tiền nó không đo nổi em ạ. Bao nhiêu? 500k một tài khoản HD xem ạ. Cho anh hai tài khoản. Hai tài khoản. Mật khẩu an toàn. Bắt An và Toàn. Yeah. Cái này cứ bạn ở đâu rồi ngủ đấy nhà ấy. Dãi rớt. Sếp. Đến giờ làm việc rồi sếp. Dậy ngủ đây thế này. Vì sao ngủ thế này đến giờ làm việc rồi sếp? Dậy sếp. Sếp dậy uống cốc nước cho tỉnh táo. Anh em chú đáo. Làm việc nha. Dạ vâng. Dạ vâng. Này, dạo này cũng khoai sắn phết nhỉ? Sợ, em có như sếp đâu, sếp bé tí. Ê, mà cái lão này cứ tăm tèm linh mìu ấy. Đã bé còn không biết lượng sức mình. Lão cũng sức mạnh mà. Các cậu nó hay nhỏ cơ. Ủa? Không phải nhỏ. Mà là không có gì. Buổi họp chiều nay hoãn vì anh đi làm từ thiện cho công nhá. Vâng, ok sếp ạ. Này, Miu. Buổi họp chiều nay hoãn vì sếp đi viện đấy nhá. Gì? Buổi nhậu chiều nay hoãn vì công ty bị kiện. Sếp ơi! Em nghe nói
tuổi bay tuổi nay hoãn bởi vì sếp đi cai nghiện á? Cái gì? Sếp sao giờ này chưa về? Em làm nốt việc cho kịp deadline. Khổ, dạo này nhiều việc quá. Vợ yêu à, tối nay ăn cơm trước nhá, anh có cuộc họp gấp. Ê, nhìn quả combo vừa nghĩ ra này. Chú thích ấy, vào đây, anh với chú huyết chiến với nhau nhá. Vâng, ơi, ơi vào đây. Phòng sếp thơm thế nhỉ? Bằng thế nào được? Tóc sếp cũng thơm mà. Cổ áo sếp cũng thơm. Nách sếp cũng thơm. Sốn sếp cũng hâm. Cũng thơm mà. Quần sếp lại càng thơm. Giấm sếp thì cũng thơm mà. Tao đông. Thật à? Nói chung là tháng này anh em cứ thoải mái chơi tẹt ga đi. Phần việc của anh em là tôi lo tất. Tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho tất cả các em. Miễn là cái tài liệu lúc chiều anh em bàn ra là giúp tôi nhá. Mình phiền cô tránh ra để tôi sửa cái máy.